Chào các bạn đã đến với Hồng Lê Thị Postcard. Cảm ơn các bạn đã ở đây và lắng nghe mình nói về chủ đề làm gì để có sự tự tin. Để mình kể cho bạn nghe câu chuyện của mình, đó là mình hay theo dõi các cái postcard mà có MC dẫn chương trình như là của chị Thùy Minh, của bên Vietcetera, hay là cô Quỳnh Hương với những cái chuỗi video liên quan tới nhân số học. Những người này thì có một cái đặc điểm chung là họ sẽ mời tới những cái nhân vật nổi tiếng này, hay có thể là được gọi là thành công trong cái lĩnh vực của họ đến để phỏng vấn, nói chuyện về cuộc đời, cuộc sống, hoặc là cái cách nhìn nhận về một cái chủ đề nào đấy. Những cái câu chuyện này thì nó sẽ kiểu không đầu không cuối, nhưng mà khi mà mình nghe các cái câu chuyện đó thì chúng ta sẽ có một cái suy ngẫm gì đó. Và mình thì đã từng có một cái suy nghĩ, đó là muốn trở thành một MC kiểu dạng như vậy. Và cái suy nghĩ đấy nó cũng theo mình khá là lâu rồi. Mình thường hay nghe các cái chủ đề liên quan tới đi tìm cái tôi này, rồi yêu bản thân, hay là các cái chủ đề liên quan tới triết lý Phật giáo. Từ trước đến giờ thì với bản tính là một người số 9, trong nhân số học mình là người con số 9. Con số 9 thì nó là hoài bão, lý tưởng và trách nhiệm. Thế nên là dường như là mình luôn tự hướng mình đến những cái nội dung mang tính chất giáo dục kiểu như thế. Và nếu như mà bạn nào đã theo dõi mình đã lâu thì thấy rằng là mình kiểu lúc nào cũng cứ kiểu cổ ấy. Nên là trong tất cả các cái video này, bài viết này, hay là những cái tác phẩm, rồi những cái cuốn sách mà mình tạo ra ấy, nó cũng hơi gọi là kén người nghe, kén người đọc và kén cả người học nữa. Bởi vì là mình sẽ cần phải tập trung này, cần phải gọi là tư duy một tí ấy, thì mới thấy được cái hay ấy, kiểu vậy. Kiểu đi sâu vào nội tâm của con người ấy. Nên là nó cũng kén người nghe và người xem. Thậm chí là có những cái lúc mà mình cảm thấy vô cùng hoang mang, và cũng tự đặt cho mình một câu hỏi là liệu những cái cố gắng này của mình có thực sự xứng đáng hay không. Khi mà có vẻ như ngoài kia thì mọi người đang làm rất là dễ dàng, có thể đạt được hàng trăm nghìn sub, rồi một phát là kênh TikTok đến hàng triệu lượt follow ấy. Trong khi thì mình làm YouTube thì cũng đã lâu, nhưng mà thực sự cái số lượng follow thì nó cũng không có nhiều. Tuy nhiên mình có cảm nhận một điều rất là rõ rệt, đó là tất cả những cái bạn mà follow mình ấy thì khá là chất lượng ấy. Kiểu là các bạn ấy đã theo mình khá là lâu, và mình cũng nhận được khá là nhiều các cái feedback hoặc là những cái inbox cá nhân để nói lời cảm ơn. Và mỗi lần như vậy thì thực sự là mình cũng rất là vui. Rồi dạo gần đây mình có biết tới postcard Có Gì Khác của MC Kình Hoa. Bạn ấy cũng thực hiện một cái chuỗi chương trình tương tự, đó là cũng mời các cái khách mời ở các cái lĩnh vực khác nhau trong cái vòng tròn mối quan hệ của bạn ấy. Thế là khi mà mình lắng nghe các cái buổi trò chuyện này thì cái ước mơ hôm nào của mình lại ùa về, và mình tự đặt vô vàn các cái câu hỏi khác nhau rằng mình có làm được hay không và mình nên làm như thế nào. Bản thân mình thì cũng không phải là một MC truyền hình như là chị Thùy Minh hay là MC Kính Hoa có rất là nhiều mối quan hệ với những cái người nổi tiếng. Mình thì cũng không phải là một người quá nổi tiếng, chỉ đơn giản là mình là một nhân vật hoạt động trong cái lĩnh vực của mình, và cũng có một chút ảnh hưởng nào đấy trong cái cộng đồng tiếng Nhật của mình. Chính xác ra thì mình luôn nhận mình là một người mentor và cùng đồng hành với các bạn trong cái quá trình chinh phục và theo đuổi cái bộ môn tiếng Nhật. Rồi vào một buổi sáng, cách đây khoảng tầm hơn một tháng, mình chợt tỉnh dậy rất là sớm, và cái suy nghĩ ngay cái lúc mà khiến cho mình bị thức giấc ấy, đó là mình muốn làm một chuỗi video postcard cùng với lại khách mời là những cái người bạn, người anh, người chị hiện đang hoạt động trong cái lĩnh vực tiếng Nhật.
Và thực sự với các bạn là mình đã nghĩ ra rất là nhiều thứ. Nào là mình sẽ mời người này, mời người kia, rồi mình sẽ làm như thế này, như thế kia. Nhưng mà khi mà dự định làm như thế thì cũng lại một loạt tất cả các cái trở ngại nó xuất hiện làm cho mình mất tự tin. Mình nghĩ xem là cái chi phí bỏ ra nó sẽ bao nhiêu, rồi mình sẽ phải làm như thế nào, rồi một mình có làm được không, liệu mình có tìm được những cái người đồng hành thực sự là cùng đi với mình dù là không có tiền hay không. Bởi vì nói thật với các bạn là khi mà làm các cái chuỗi video về podcast này liên quan tới cái việc mà chia sẻ về tiếng Nhật ở trên mạng rồi trên YouTube ấy, thì thực sự với các bạn là nó không hề phát sinh ra tiền. Bởi vì là có thể là nó sẽ đến với mình thông qua các cái bạn mà yêu thích mình và đăng ký khóa học. Tuy nhiên hầu hết mọi người thì sẽ là lắng nghe nó miễn phí và mình sẽ nhận được cái tiền quảng cáo vô cùng là ít ỏi để mà thực hiện các cái dự án liên quan tới từ thiện của mình. Có nghĩa là mình sẽ đóng góp vào các cái quỹ khác nhau mà mình biết để mà mình có thể sử dụng cái số tiền đấy để đi làm từ thiện. Thế nên là những cái suy nghĩ đấy nó cứ bùng lên rồi nó lại hạ nhiệt. Nó cứ bùng lên rồi nó lại hạ nhiệt và mình lại dừng lại ở đó. Thế rồi mình cũng chẳng nghĩ thêm là mình sẽ phải làm cái gì nữa và mình vẫn cảm thấy vô cùng là mất tự tin. Bởi vì là mình nghĩ rằng là mình muốn làm cái nọ, mình muốn làm cái kia nhưng mà chưa có thực hiện được. Xong rồi bẵng đi khoảng vào tuần trước. Hiện tại bây giờ thì là mình đang cùng với lại cô Mai tổ chức các cái khóa học liên quan tới hội thoại giao tiếp. Và mình hàng tuần sẽ có những cái cuộc trao đổi với lại cô Mai để nắm bắt về cái tình hình học tập cũng như là cái kế hoạch để mà lên các cái chương trình cho dự án khóa học hội thoại online 1-1 của bên mình. Thì mình cũng được cô đề nghị thử làm các cái buổi nói chuyện về những cái chủ đề liên quan tới đời sống hàng ngày để cùng chia sẻ với mọi người về cái suy nghĩ của bản thân, cũng như là thông qua các cái buổi podcast như thế thì là mọi người sẽ có thể học được từ chính những cái câu chuyện, những cái chia sẻ của bọn mình. Thế là khi mà mình nghe tới cái đề nghị đó thì là mình đã cảm thấy rất là hào hứng. Mình dường như là mình đã mong muốn cái điều này từ rất là lâu rồi ấy, và mình cũng đã dự định làm như vậy cách đây khoảng tầm 1-2 năm trước. Nhưng mà mình cũng không biết làm như thế nào. Rồi cái tiếng Nhật của mình ấy, thực sự với các bạn là mình vô cùng mất tự tin khi mà nói tiếng Nhật trên cái video của mình. Có thể là mình sẽ chia sẻ về đọc hiểu, chia sẻ về từ vựng, thì hầu như là mình sẽ sử dụng cái tiếng Việt của mình để giải thích về tiếng Nhật, đúng không? Nhưng mà khi mà mình làm podcast rồi nói chuyện với người Nhật ấy thì là mình sẽ phải sử dụng tiếng Nhật hoàn toàn. Và cái việc mà mình phô bày hết tất cả các cái tiếng Nhật mà mình có ra cho mọi người là một cái mà mình cảm thấy vô cùng là mất tự tin. Mình đã từng làm một số các cái video để mà nói chuyện bằng tiếng Nhật. Và nói thật với các bạn là sau khi mà mình nghe xong ấy là mình cảm thấy như là chỉ muốn coi như là tắt ngay cái video đấy đi. Bởi vì là cái cách mà mình nói này, cái tiếng Nhật của mình ấy, nó kiểu là nó rất là nửa múa ấy, và mình không hề tự tin với cái khả năng nói tiếng Nhật của mình một chút nào cả. Tuy nhiên dạo gần đây mình cũng có tự trau dồi cho mình thêm các cái khả năng nói này, khả năng giao tiếp. Mình cũng trực tiếp học cô Mai để mà cô hướng dẫn cho mình thêm các cái cách diễn đạt, rồi các cái cách phát âm sao cho nó tự nhiên hơn. Chính vì vậy mà mình cũng đã cảm thấy rất là hào hứng. Và chỉ trong vài ngày sau đó thì là mình đã thực hiện cái buổi nói chuyện và phỏng vấn cùng với lại cô Mai và tiến hành edit cái video đầu tiên và đã public cho các bạn vào cái buổi ngày hôm trước ở trên kênh YouTube của Hồng Lê Thị. Và sau cái buổi nói chuyện đó thì cái phần audio, nội dung của cái cuộc nói chuyện vẫn cứ nằm ở trong máy của mình khoảng tầm 1 tuần đến hơn 1 tuần gì đấy. Mình cũng chưa có hứng thú để mà nghe lại. Cái thứ hai nữa là mình sẽ phải edit nó ấy, nên là mỗi một lần edit mà có cái phần Việt sắp ấy hoặc là có cái phần phụ đề bằng tiếng Nhật ấy thì mình cũng mất khá là nhiều thời gian để mà cân nhắc cũng như là suy nghĩ. Thì từ trước đến giờ các cái video của mình chỉ thuần chia sẻ về tiếng Nhật không thôi.
Rất là nhiều bạn thì cũng đặt cho mình một cái câu hỏi là tại sao chị có thể cần mẫn và theo đuổi tiếng Nhật một cách lâu dài như thế. Rồi cũng có bạn inbox riêng cho mình từ lâu lâu rồi, nói rằng là chị ơi sao chị đi nhanh thế, làm sao mà em có thể đuổi kịp được chị đây. Thì thực ra thì mình cũng không để ý quá nhiều vào cái việc là mọi người đang nhìn mình như thế nào. Mình thì luôn luôn có một cái suy nghĩ là đã làm thì phải làm đến cùng, và một khi đã làm thì sẽ phải theo đuổi nó lâu dài. Thế nên là đi đôi với cái việc đấy là để bắt đầu mình cũng mất rất là nhiều thời gian để cân nhắc xem là liệu mình có thực sự đi hết được cái con đường đấy hay không. Và khi mà mình đã chọn cái việc mà xây dựng ra cái fanpage học tiếng Nhật của Mao rồi YouTube Hồng Lê Thị thì là mình cũng đã cân nhắc rất là nhiều và mình đã theo nó được khoảng tầm 5-6 năm trở lại đây rồi. Vì vậy cho nên là mình đang cảm thấy rằng là có rất là nhiều các cái suy nghĩ, rất là nhiều các cái tư tưởng khiến cho mình có thể thực hiện được một cái việc nó lâu dài như thế, và mình muốn chia sẻ nó cho các bạn thông qua những cái buổi podcast như thế này. Và cái chủ đề ngày hôm nay thì như ngay từ đầu mình có nói, đó là cái việc là mất tự tin. Mình sẽ chia sẻ về cái việc là mất tự tin của bản thân trong cái khả năng nói và diễn đạt tiếng Nhật. Mình luôn luôn cảm thấy hoang mang trong cái quá trình speaking hay là quá trình gọi là nghe nói tiếng Nhật ấy, bởi vì bản chất xuất phát của mình ấy thì không phải là một người quá giỏi ngay từ đầu. Mình cũng phải mất rất là nhiều cái khoảng thời gian để mà tự nghiên cứu, tự học tập, rồi tự mình trau dồi các cái kiến thức khác nhau, từ cái việc là học bồi cho đến là học qua giáo trình rồi học cùng với lại người Nhật, thì mình cũng gặp rất là nhiều các cái trở ngại khác nhau để mà có được cái khả năng như là hiện tại. Nhìn lại cái cuộc hành trình đã qua thì mình cảm thấy rằng là mình đúng là một người khá là kiên trì để theo đuổi một cái việc gì đó, và dường như đó cũng là một trong những cái điểm mạnh của mình chăng. Thế nên là mình muốn được chia sẻ nó cho các bạn thông qua các cái podcast nói chuyện như thế này, về cái cách mà mình suy nghĩ, cái mục tiêu mà mình đề ra và các cái cách mà mình có thể gọi là vượt qua những cái trở ngại ấy. Thì bây giờ quay trở lại với cái buổi nói chuyện với lại cô Mai mà mình nói lúc nãy. Nói thật với các bạn là cách đây khoảng tầm vài tháng đúng không, thì là mình up cái video đầu tiên, cái cuộc nói chuyện của mình với cô Mai trong một cái buổi học mà mình học cùng cô. Khi mà mình up cái video đấy lên ấy, lúc mà mình edit video ấy thì có quá là nhiều lỗi sai ấy, và mình nói ấp áp búng đến mức mà mình cảm thấy rất là hổ thẹn. Và nếu như mà các bạn nhìn lại mấy cái video đợt trước ấy thì hầu như là mình chỉ cắt các cái phần nội dung mà cô Mai nói thôi, còn những cái phần mà mình nói là mình giấu nhẹm đi, mình không có để lên trên video cho mọi người nhìn thấy luôn. Những cái đoạn nào mà tự tin lắm ấy thì đâu có tầm 1-2 câu thôi, chứ còn về cơ bản là mình sẽ cắt hết tất cả những cái phần mà mình nói và mình chỉ để lại những cái phần mà cô Mai nói để mà chia sẻ với mọi người cái kiến thức mà mình đã học được. Cái lý do mà mình không dám để cái phần nói tiếng Nhật của mình lên ấy thì nó có một vài các cái như sau. Thứ nhất là mình nói nó bị giật cục ấy các bạn. Kiểu cứ đến cái phần trợ từ phát mình lại dừng một tí. Ví dụ như là watashi wa hồng desu chẳng hạn, thì là mình là watashi wa, nghĩ một lúc, hồng desu. Đấy, nên cái câu của mình nó như kiểu những cái hạt cơm nguội nó rời rông rỏng ấy. Nó không liền mạch. Cái lúc mà mình nói thì là mình vừa nói vừa nghĩ mà, nên là mình cũng không để ý lắm về cái việc đó. Nhưng mà lúc mà mình nghe lại và mình edit video ấy thì là mình cảm thấy một cái cản trở rất là lớn xuất phát từ chính trong bản thân mình. Trong cái quá trình mà mình vừa làm video chia sẻ với mọi người, mình vừa học các cái buổi hội thoại với cô Mai, thì là mình đồng thời mình cũng học các cái cách nói chuyện rồi các cái cách diễn đạt. Mình luôn luôn để ý xem là làm gì để có thể cải thiện được cái trình độ nói của bản thân. Tại vì ngay đầu năm 2023 mình đã lên cái mục tiêu là trong năm nay mình sẽ cố gắng cải thiện cái khả năng nói của mình. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, mình đều
chủ yếu chia sẻ về đọc hiểu này, chia sẻ về ngữ pháp, rồi chia sẻ về từ vựng ấy. Nên là năm nay mình muốn tập trung vào cái speaking, tập trung vào cái việc mà luyện nói một cách tự nhiên. Nên là mình luôn luôn có một cái suy nghĩ và cân nhắc để mà tiến bộ và học thêm một chút mỗi ngày. Dù sao thì mình cũng sống bằng cái nghề này, chia sẻ và nói chuyện về tiếng Nhật bao nhiêu năm nay rồi, nên là nếu mà không đạt được ở một cái trình độ nào đấy thì mình cũng cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Vì vậy cho nên là mình vẫn luôn luôn cố gắng để mà cải thiện cái khả năng nói của mình. Dạo gần đây mình có nghe được một cái video của anh Đoàn Quý Lâm. Anh ấy nói về một cái chủ đề là bỏ phố về rừng. Và anh ấy có kể một cái câu chuyện là một cái bạn người Mỹ đã từ Mỹ sang Việt Nam, lấy chồng Việt Nam và có thể sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khá là thành thạo để mà chia sẻ một cái kênh YouTube bằng tiếng Việt, nói về cái cuộc sống gọi là thuận tự nhiên ấy. Thì mình tự nhiên mình tò mò về cái câu chuyện đó và mình có bật cái kênh của cái bạn ấy lên. Khi mà bạn ấy nói chia sẻ các cái video ở trên kênh của bạn ấy thì tiếng Việt khá là thành thạo. Mình nghe và mình hiểu được hết tất cả những cái gì mà bạn nói, những cái ý sâu xa trong cái câu văn của bạn. Rồi bạn nói một cách rất là rõ ràng, mặc dù nó cũng khá là chậm rãi và một số các cái cách phát âm thì nó cũng chưa phải là quá chuẩn. Rồi mình cũng mải miết xem đâu thêm một vài video khác của bạn. Và mình lại tình cờ gặp một cái video là bạn ấy nói chuyện cùng với lại chồng của mình. Có là chồng là người Việt Nam, còn bạn ấy là người nước ngoài. Hai người nói chuyện với nhau về cái câu chuyện tình yêu của hai bạn đó. Và khi mà lắng nghe cái video đấy, mình nhận ra một cái điều rất là rõ ràng. Đó là cái cách nói của anh chồng và cái cách nói của bạn ấy là người Mỹ nó hoàn toàn là khác biệt. Nếu như mà mình nghe riêng cái video của bạn có mỗi một mình bạn ấy nói thôi ấy, thì mình cũng không để ý quá nhiều vào cái cách mà bạn ấy nói nhiều lắm. Nhưng mà khi mà ở cùng chồng, nói chuyện cùng với chồng ấy, thì là mình sẽ nhận ra được ngay đó là bạn ấy là một người nước ngoài. Nó thiếu một chút gì đó cái sự uyển chuyển này, thiếu một chút gì đó cái sự luyến láy nhẹ nhàng trong giọng nói. Và nói thật là sẽ không thể nào so sánh được với người Việt được, đúng không nào? Và mình lại tự đặt cho mình một cái câu hỏi, thế rồi sao? Mình có hiểu hết được cái nội dung mà bạn ấy nói hay không, và cái nội dung của cái anh chồng anh ấy nói hay không? Tất nhiên là mình có thể hiểu hết và mình có thể lắng nghe và hiểu được cái tâm tư của bạn ấy. Mình nghe được hết câu chuyện luôn về tình yêu của hai bạn ấy luôn đến tận cuối, và mình cũng không thấy cảm thấy một cái gì đó khó chịu hay là mình cảm thấy một cái gì đấy gọi là thất lễ, hoặc là có một cái gì đấy là bạn ấy sử dụng tiếng Việt không được hay hoặc là gì đấy. Mình vẫn có thể nghe được từ đầu đến cuối và không hề có một chút gì gọi là lăn tăn gì hết. Mình có một cái thói quen là rất hay tư duy về một cái vấn đề nào đấy mà mình hay quan tâm. Thêm một cái lý do nữa khiến cho mình tự tin hơn, đó là trong một cái buổi nói chuyện với lại cô Mai, khi mà nói về các cái điểm sai mà thường gặp với người Việt khi mà học giao tiếp và hội thoại tiếng Nhật đấy, thì cô có nói một cái ý, đó là khi mà người Việt Nam hoặc là bất kể một người nước ngoài nào nói tiếng Nhật với lại người bản xứ thì sẽ chẳng có một cái người Nhật nào chỉ trích hay nói với bạn rằng là bạn đang nói sai ở đâu. Bởi vì họ nghĩ rằng là đối phương đã rất là cố gắng rồi để mà nói ra cái suy nghĩ của mình. Nên là chỉ cần là tư duy được, có nghĩa là chỉ cần truyền đạt được đúng cái ý tưởng của nhau, rồi hiểu được cái câu nói, cái lời nói của nhau, thế là ok rồi. Và họ sẽ tiếp tục cái mạch câu chuyện của họ, chứ không bao giờ có cái chuyện là người Nhật sẽ chỉ ra cho mình là à mày đang nói sai đấy, đúng không? Thứ nhất là cái cuộc hội thoại đấy nó cũng sẽ không trở thành một cái cuộc hội thoại. Thứ hai nữa là đấy nó thể hiện một cái phép lịch sự nữa. Khi mà nói chuyện mà mình cứ ngắt xong là mình nói là mày nói sai rồi đấy thì cái câu chuyện nó sẽ không thể nào liền mạch được. Nên là sau khi mà nghe cái câu nói đấy của cô Mai cộng với cái việc là mình nghe cái video của cái bạn người Mỹ ngày hôm trước thì là mình đã tự
quyết định là mình sẽ không cần phải quá tự ti về cái khả năng nói tiếng Nhật của mình. Mình cũng tự nhận ra một cái, đó là dù thế nào đi chăng nữa, mình có luyện tập đến bao nhiêu đi chăng nữa, thì đảm bảo cái chất của người Việt Nam mình được sinh ra từ tấm bé, nó vẫn cứ luôn ở bên trong mình. Nhiệm vụ của mình chỉ là thể hiện được tốt nhất có thể cái suy nghĩ của mình theo cái phong cách của người Việt Nam bằng tiếng Nhật, và mình có thể có một cái phong thái tự tin trước đám đông để truyền đạt những cái suy nghĩ, rồi những cái cảm xúc, những cái ý kiến mà mình cho rằng là đúng, và nó là những cái điều mà mình vẫn luôn đang và theo đuổi trong cái quá trình học tập cũng như là sự nghiệp của mình. Và sau rất là nhiều các cái suy nghĩ nó đến, mình đã quyết định là mình cứ làm đi, rồi tới đâu thì tới. Chính vì vậy mà dạo gần đây mình đã rất là gọi là tích cực trong cái việc là chia sẻ những cái lỗi sai của mình, rồi chia sẻ những cái video, những cái buổi nói chuyện của mình với cô Mai nhiều hơn. Tất nhiên là cũng sẽ có những cái phần edit ngầm ở phía đằng sau. Tuy nhiên là mình sẽ cố gắng là đưa ra những cái lỗi sai mà mình thường hay gặp, mình thường hay mắc phải, để cho các bạn có thể sửa được cùng với mình. Có nghĩa là trên cái cuộc hành trình chinh phục tiếng Nhật của mình, luôn luôn mình muốn chia sẻ những cái điều đó cho các bạn. Thì nếu nói theo một cái hướng khác ấy, thì khi mà cái suy nghĩ của mình nó thay đổi, cái cách nhìn, góc nhìn của mình nó thay đổi khác đi, thì là mình sẽ cảm thấy tự tin hơn, và mình sẽ không còn so sánh, cũng như là không ngừng tự gọi là trách móc bản thân mình nữa. Cái vấn đề là chúng ta sử dụng ngôn ngữ để mà có thể nói chuyện, và cần phải nói chuyện thì mới có thể luyện tập một cách lưu loát và tự nhiên được. Nên là nếu như mà mình cứ ngại, mình trách móc bản thân, rồi mình tự cảm thấy mình kém cỏi khi mà lắng nghe những cái gì mà mình nói, rồi tự mình đặt ra cho mình rất là nhiều các cái câu hỏi để mà không dám vượt qua chúng ấy, thì thực sự là chúng ta cũng sẽ không thể nào mà tiến bộ được ấy. Và thêm một cái nội dung nữa mà mình muốn chia sẻ, đó là với những cái bài hội thoại giao tiếp hoặc là những cái đoạn văn, nó là các cái hội thoại mẫu, đoạn văn mẫu, có nghĩa là nó có sẵn cái script tổ cho mình rồi, và mình chỉ cần luyện tập theo nó thôi, hoặc là mình đọc các cái bài báo ở trên mạng và có cái phần audio ấy để mà mình bắt chước theo ấy, thì mình đọc hết sức là trôi chảy. Có nghĩa là có thể lần 1, lần 2 mình đọc nó còn ngắt ngứ, nhưng mà đến lần thứ 3, lần thứ 4, khi mà mình đã quen rồi thì mình thu âm để mà nộp cho cô ấy, thì cô cũng khen là nó khá là trôi chảy này, cũng không mắc quá nhiều lỗi này, chỉ có một vài lỗi cô sửa để cho nó thực sự là tự nhiên thôi. Và mình cũng cảm thấy là nó cũng không phải là quá khó khi mà mình có thể phát âm được đúng tiếng Nhật. Nhưng mà khi tự mình nói ra ấy, thì mình nói sai tùm lum luôn. Có nghĩa là nếu như mà cái đoạn văn nó ở đấy, cái chữ tiếng Nhật nó đã có sẵn đấy rồi, thì mình bắt chước lại một cách rất là tự nhiên. Nhưng mà khi mà mình phải tự nói này, tự nghĩ này, tự tìm xem là cái cách hành văn nào phù hợp này, thì là mình sẽ nói sai tùm lum luôn. Mặc dù là cái từ đấy mình đã được hướng dẫn rồi, cái từ đấy mình đã được chỉ ra là không nên nói như thế rồi, hoặc là nói phải theo cái trọng âm như thế này rồi. Nhưng mà lúc mà mình luyện tập ấy thì là mình luyện tập được, nhưng mà cái lúc mà mình nói thì là mình quên bén đi, mình không còn nhớ là mình đã từng luyện tập như thế nữa. Ví dụ như là trong cái video ngày hôm trước nói chuyện với cô Mai, mình cũng đã nói một số các cái lỗi mà mình thường hay gặp rồi đấy. Ví dụ như là sorekara này, hoặc là yoi này, rồi soyukoto này, rồi là suru này, thì mình rất là hay nói là sorekara yoi hoặc là suru. Đấy, thì cái việc mà mình bắt đầu bằng một cái âm cao, rồi mình sẽ đi xuống thấp dần, là một cái kuse của mình. Thì khi mà lắng nghe lại những cái phần mà mình nói thông qua cái việc là thu âm lại như vậy, mình đã tự mình nhìn ra được cái lỗi của mình. Và mình tin là nếu như mà mình đã nhận diện được rồi thì không sớm thì muộn, có thể là sau 1-2 lần hoặc là 3-4 lần thì rồi mình cũng sẽ sửa được thôi. Mình cần phải có cái sự luyện tập nhiều hơn, rồi tự mình ý thức nhiều hơn, thì là mình sẽ dần dần sửa được những cái lỗi đấy.
Thì khi mà làm những cái video hoặc có cái phần sắp như thế, lại có cả cái phần dịch, rồi có cả cái phần tiếng Nhật, và lại có cả cái phần sửa cái cách hành văn và cái cách nói như vậy ấy, thì là nó mất và tốn của mình rất là nhiều thời gian. Dạo gần đây mình có thêm một cái câu ở bên dưới các cái phần mô tả của các cái video của mình, đó là một cái câu để cho các bạn có thể ủng hộ kênh của mình thông qua cái tài khoản ngân hàng cũng như là thông qua cái số tài khoản Momo, để làm một cái video gọi là sắp như thế mình đã phải tốn hàng tuần và mình ngồi rất là lâu, thậm chí là trong lúc mà mình làm ấy mình cũng cảm thấy rất là nhiều những cái gọi là suy nghĩ rồi những cái sự tiêu cực, đó là tại sao mình lại phải mất nhiều công sức như thế này, rồi mình đang có làm quá nhiều không này, rồi mình làm như vậy có thực sự là tốt hay không, rồi cái sự cố gắng của mình nó có thực sự là xứng đáng hay không. Mình cũng đặt cho mình rất là nhiều các cái câu hỏi về cái sự tự tin như thế. Tuy nhiên mình vẫn cứ làm. Đó là một cái mà mình thấy rằng là mặc dù đặt cho mình rất là nhiều câu hỏi nhưng mà mình vẫn đã và đang làm. Chính vì vậy cho nên mình cũng có kêu gọi và thêm một cái dòng để cho các bạn ủng hộ như vậy. Và nếu như mà các bạn lắng nghe và cảm thấy nhận được nhiều các cái thông tin hữu ích từ cái video của mình thì hãy ủng hộ mình để giúp cho mình có được thêm cái nguồn kinh phí cũng như là giúp cho mình có thể tự tin hơn trong cái việc chia sẻ cái nội dung đó cho mọi người. Trong tương lai thì mình cũng mong muốn là có thể thuê được một cái bạn editor biết tiếng Nhật, tất nhiên là phải biết tiếng Nhật thì mới có thể edit được những cái video như thế. Và cũng không biết là bao giờ mình mới tìm được cái người bạn đấy, nhưng mà mình cũng gửi một cái tín hiệu lên vũ trụ để mong muốn cái ngày đấy nó sẽ đến gần hơn. Tại vì mà để mà thực hiện được cái điều đấy thì không chỉ đơn thuần là cái người đó mà lại còn liên quan đến cả tài chính này, liên quan tới cả cái mindset này, cái cách học tập và làm việc nữa. Nên là mình nghĩ là để mà tìm được một cái người như vậy thì nó cũng không phải là dễ, bởi vì là thực sự với các bạn là mình không nhận được quá nhiều cái sự trả lại về mặt tiền bạc khi mà thực hiện các cái kiến thức chia sẻ ở trên mạng. Tuy nhiên như mình nói ngay từ đầu ấy, mình sẽ vẫn làm, nên là mình mong rằng là những cái thành ý đó nó sẽ phần nào đấy giúp được cho các bạn và sẽ sớm quay trở lại với mình để giúp cho mình được có thêm được sự tự tin. Thì quay trở lại với cái chủ đề chính ngày hôm nay, đó là sự tự tin. Sau khi mà thay đổi cái cách suy nghĩ này, rồi thay đổi lại cái cách mà mình làm việc, thì mình đã tự gạt đi được những cái lo lắng. Mình không còn đánh giá thấp bản thân nữa, mà chú trọng hơn vào cái việc mà mình đã cố gắng, cái việc mà mình đã làm hết sức, và mình luôn luôn mong muốn là tốt hơn 1% mỗi ngày. Cái tư tưởng tốt hơn 1% mỗi ngày này, sau 1 năm mình sẽ có thể tốt hơn 38 lần, là một cái tư tưởng mình nhận được từ cái cuốn sách Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ khi mà đọc cái bản tiếng Nhật và bản tiếng Việt của nó. Còn khi mà đọc cái cuốn Không có đỉnh quá cao của các cái tác giả Trong kế nền và thầy Phan Văn Trường, thì mình cũng có nhận được cái thông điệp tương tự. Đó là thầy có nói rằng chỉ cần mỗi ngày mình tiến lên được một tí thì là mình sẽ cảm thấy tự tin hơn, và mình sẽ kéo dài được cái công việc của mình hơn, và mình sẽ tự tìm ra được cái niềm vui từ chính cái công việc của mình. Như vậy là cái tư tưởng này nó đã có ở rất là nhiều người thành công khác nhau, có ở rất là nhiều những cái cuốn sách khác nhau. Và trong cái thực tế quá trình mà mình học tập cũng như là làm việc chia sẻ trong nhiều năm qua thì mình cũng đã làm như vậy. Từ những cái việc là chia sẻ mỗi một bài dịch mỗi ngày mà mình đã xuất bản được cái cuốn sách Sổ tay đọc dịch này. Rồi mình cũng đã mở được các cái khóa học đọc hiểu mà mình có một cái phần giáo trình vô cùng là chi tiết cả dịch Nhật Việt, rồi có thể hướng dẫn được cho các bạn ấy càng ngày càng rõ ràng hơn, chi tiết hơn, cụ thể hơn và có được cái nhìn tổng thể hơn. Chính nhờ vào cái việc là mình tiến lên mỗi ngày một tí như thế mà mình đã có được các cái khóa học, mình đã có được các cái cuốn sách xuất bản
mình có được cả một cái fanpage với hơn 18.000 người theo dõi, rồi mình có cả cái việc là rất là nhiều các cái độc giả nhắn tin rồi đồng hành cùng với mình, rồi mình có được rất là nhiều các cái bạn học viên trong cái khóa học IT Counter, rồi mình cũng đã tự chủ động được về công việc để mà có thể nuôi sống được bản thân, gia đình, mà còn đóng góp được chút sức lực của mình cho cái cộng đồng nhỏ mà đang theo dõi mình nữa. Đúng là còn cái gì tuyệt vời hơn nữa đâu. Và mình lấy đó để mà là một cái phương châm để mà phát triển cái sự tự tin của bản thân mình, với cái phương châm là luôn nỗ lực để tiến mỗi ngày một tí. Mình làm cái podcast lần này chỉ để tâm sự cùng bạn và mong rằng những cái suy nghĩ và những cái bài học mà mình đã và đang trải qua sẽ giúp cho bạn có thể tự tin hơn và cùng mình cố gắng hơn nữa nhé. Cái đặc trưng của podcast đó là cái nội dung của nó khá là dài và mình sẽ có thể lắng nghe vào trong lúc làm những cái công việc khác như là việc dọn nhà này, hoặc là khi mà mình đang làm gì đấy, nấu cơm, rồi mình đang học kiểu chill chill, mình cũng có thể nghe podcast được. Thế nên là mình cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi nói chuyện tiếp theo nha. Ra nè.